Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với 18 cộng bền. Vâng, chào mừng các bạn đã trở lại với ban nhạc 18 cộng. Chúng ta đang ở, chúng các bạn thấy là chúng tôi đang ở phòng thu của Đức Dôn vào ngày thứ 3. Và hôm nay đến lượt tôi thu phục ở phần thu ngày hôm nay thì tôi đã hoàn thành khá là tốt. Và nó đã gần hoàn thiện rồi. Chúng tôi vẫn muốn bật mí cho các bạn một chút về dự án mới của chúng tôi. Các bạn muốn nghe không? Chắc chắn là có rồi. Liên khúc về sữa đậu nành của ban nhạc 18 cộng. Đây là một thần tượng của ban nhạc, tầm ảnh hưởng nhất định đến tất cả các sáng tác của band. Bài hát có tên là Liên khúc sữa đậu nành. Mọi người hãy nghe Liên khúc sữa đậu nành, xin mời các bạn nghe. Bạn tâm trạng không ạ? Ngày xưa em bao sữa đậu nành, ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh. Em chính em ngày xưa đó, bằng sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh. Em chính em ngày mai đó, bằng sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh. Rồi con em cũng bằng sữa đậu nành, con em cũng đạp chiếc xe màu xanh. Ôi con em cũng yêu thương, bằng sữa đậu nành và đạp chiếc xe màu xanh. Thì công đoạn giải trí đầu tiên là hát bài ca vừa rồi để giải stress. Và đây là sau đấy là chúng tôi có một chút hoạt động thể thao, rồi chơi đánh bóng chuyền bằng đầu. Đi con mẹ, đi mẹ, yeah. Mãi luôn. Đấy, ra chiến thua rồi. Ra kia bù cua anh em. Đây bù cua anh em xe xa đấy.